Hello các bạn, lại là Cherry đây. Thì hôm nay là cuối tuần, long weekend, cho nên là mình hay chồng đi đến nhà dì. Thì ngôi nhà của dì ở ngay cạnh bờ hồ Stokoe. Thì cái hồ Stokoe này nó là thuộc thị trấn Sweet của Ontario. Ở đây, thị trấn ở đây ngoại ô, cho nên là rất là đẹp, cây cối ở đây là xung quanh là rừng. Thì cái căn nhà của dì nằm ngay chỗ cạnh bờ hồ, phong cảnh rất là hữu tình. Thì ở đây bạn thấy mấy cái căn nhà, mấy cái trailer trắng đó, thì rất là nhiều người họ cuối tuần đến đây nghỉ ngơi cùng gia đình. Thì ở khu vực này á, mình chỉ có thể là thuê đất và đặt cái trailer lên. Thì nhà trailer ở đây, người dân ở đây họ trồng hoa hay đặt những cái hình con thú rất là dễ thương. Đây là nhà của dì đây. Xung quanh hoa của dì trồng rất là đẹp luôn. Thì bây giờ mình đi vào bên sau cạnh bờ hồ. Hay hoa ở đây màu sắc rực rỡ. Hoa này hoa gì cũng không biết nữa. Đây bạn thấy có một cái tổ chim nhỏ nhỏ kia không? Đó. Tổ chim này là gì nói là con chim đó, nó trưởng thành sau là gì thì sẽ trộm lấy cái tổ và bỏ mấy viên đá vô để trang trí cho vườn nó đẹp hơn. Ở đây sóc rất là nhiều, coi hai bà sóc kìa. Sáng sớm nó dần đuổi bắt nhau rồi. Thì ở bên sau, ở ngoài sau thì có cạnh bờ hồ gì để mấy cái ghế nhìn rất là dễ thương. Rồi để những cái con, đây là cái tàu. Thì trước đây thì thuyền, thì còn cậu thì gì hay vợ chồng hay chèo thuyền bắt cá, nhưng mà bây giờ chỉ gì chỉ sống một mình ở đây thôi, cho nên là cái thuyền này không sử dụng nữa. Hôm nay trời đẹp, khoảng chừng 21 độ C, cạnh bờ hồ cho nên là không khí rất là mát. Đó là cái tàu bắt cá đó. Đây gì đây? Hey, come here, baby. It's good. Cái nhà trailer này ở trong, nhìn ở ngoài có vẻ nhỏ nhưng mà ở trong rất là rộng. Thì trang trí phòng ngủ rồi cũng rất là dễ thương. Hi. Đây, phòng làm việc của dì đây. Xung quanh là cây cối. Anh bạn kìa, anh ngồi uống rượu. Ở đây có những cái con vịt nè, hoặc là những cái trang trí nhỏ nhỏ dễ thương. Như con vịt ở trên bàn thấy không? Dễ thương chưa? Đó, bạn nhìn ra bờ hồ. Thì trời đã chiều rồi. Chiều tối rồi này, tối rồi đó. Mà trời vẫn còn sáng. Ánh nắng chiều chiếu xuống dòng sông nhìn đẹp ha.
là con tàu, con thuyền bắt cá. Hoặc là họ đi cuối tuần mà cả gia đình đi dạo bờ hồ, xung quanh hồ. Thì tối cả nhà đốt lửa trại, đốt lửa trại, ngồi nói chuyện, uống rượu. Ở đây muỗi rất là nhiều luôn. Đây, cuối tuần thì mình review cho bạn ở một cái thị trấn nhỏ nhỏ dễ thương. Ở đây nếu mà có dịp mình sẽ quay lại. Rất là thích nơi này, rất là thích ngoại ô của Canada, rất là đẹp. Thì video mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.